Đây là những nhân vật có thật của thời Mao Trạch Đông, thưa quý vị. Lâm Bưu, Lâm Bưu tức là thống chế của cấp cao nhất trong quân đội. Lâm Bưu chỉ hút thuốc, không uống rượu, thọ 63 tuổi. Chu Ân Lai chỉ uống rượu, không hút thuốc, thọ 73 tuổi. Mao Trạch Đông vừa hút thuốc, vừa uống rượu, thọ 83 tuổi. Ông nào vỗ tay đó. Đặng Tiểu Bình vừa hút thuốc, vừa uống rượu, vừa đánh bài, thọ 93 tuổi. Trương Ngọc Lương vừa hút thuốc, vừa uống rượu, vừa đánh bài, lại lấy thêm vợ bé, thọ 103 tuổi. Lôi Phong không hút thuốc, không uống rượu, không đánh bài, không vợ bé, thọ 33 tuổi. Như vậy là các ông biết phải nên làm gì rồi.